Xin hân ái kính chào Hội Thánh, kính chào quý mục sư cùng toàn thể Hội Thánh chúng ta có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa thì giờ này con xin mời Hội Thánh chúng ta cùng dở Kinh Thánh ra ở trong Thi Thiên số 23. Chúng ta sẽ cùng nhau công bố lời của Chúa trước khi mà chúng ta thờ phượng Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Hội Thánh chúng ta có Kinh Thánh chưa? Thánh Thi 23. Con đọc trước và Hội Thánh chúng ta sẽ đọc theo ạ. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa gìn giữ Hội Thánh chúng ta ngày hôm nay trong sự bình an của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chăn giữ mỗi một chúng ta. Và Chúa, Ngài có chương trình, có kế hoạch cho mỗi một cô chú bạn chị em và chính bản thân của con nữa. Thì này chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ vì ngày hôm nay. Cha ơi, Ngài có gìn giữ chúng con. Cha ơi, Ngài có ở cùng chúng con. Ngài ban phước cho chúng con. Và chúng con cảm thấy rằng chúng con phước hạnh khi chúng con ở trong nhà của Ngài. Và nói với Chúa rằng quả thật chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Tối ngày hôm nay chúng con được tự do để thờ phượng Ngài.
sẽ cùng nhau ngợi khen Chúa ạ. Dạ, và thì giờ này xin mời thánh chúng ta cũng hoan nghênh mục sư Arun và cô Ruter sẽ có lời của Chúa cho thánh chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin mời thánh cho cô Ruter và mục sư Arun chào hóa tay ạ. Dạ, cảm ơn. Ok. Dạ, shalom semua, saudaraku. Shalom hết thảy các anh chị em của tôi. Tuhan, sore ini kita bisa kembali bertemu. Cảm ơn Chúa bởi vì buổi tối hôm nay chúng ta lại có thể được gặp lại nhau. Sebelumnya kami mau sampaikan, mau ucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Trước tiên thì tôi muốn nói lời chúc mừng Chúa Phục Sinh đến hết thảy quý ông bà anh chị em. Saudaraku, kita hari Minggu lalu memperingati kebangkitan Kristus dari kematian di kayu salib. Chủ nhật vừa rồi chúng ta cùng nhau kỷ niệm mừng Chúa Giêsu Christ phục sinh từ trong cõi chết. Saya sudah sampaikan bahwa kematian dan kebangkitannya itu tercatat dan banyak bukti-bukti secara historical di dunia ini. Và việc Chúa Giêsu Christ của chúng ta ngài đã chịu chết và ngài đã sống lại đã có những bằng chứng lịch sử để chứng minh về điều đó. Saudaraku, bila Kristus tidak bangkit dari kematian di kayu salib, maka iman kita kepada Dia itu sia-sia. Và nếu như Chúa của chúng ta không sống lại từ trong cõi chết thì đức tin của chúng ta nơi ngài là vô ích. Kematian dan kebangkitannya ini membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Và bởi vì chính Chúa của chúng ta ngài đã chịu chết và ngài đã sống lại nên chúng ta được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Jadi, puji Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Ngợi khen Chúa bởi vì mỗi một chúng ta đây là những người đã được mua chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Sekali lagi, bila Yesus Kristus tidak bangkit dari kematiannya, maka iman kita kepada Dia itu adalah iman yang sia-sia. Thật sự là nếu như Chúa Giêsu Christ của chúng ta không sống lại từ trong cõi chết thì đức tin của chúng ta nơi chính mình Chúa chỉ là vô ích thôi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah mati dan kemudian bangkit lagi. Ngoại trừ Chúa Giêsu không có một ai đã từng chết và sống lại. Paling tidak hanya seorang di dalam Alkitab dicatat pernah mati dan bangkit lagi, tetapi mati lagi. Và trong Kinh Thánh của chúng ta cũng đã chép về một trường hợp là người đó đã chết và đã được sống lại từ trong cõi chết nhưng mà sau đó thì chết luôn. Lazarus. Đó chính là Lazarus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah mati dan kemudian bangkit selama-lamanya. Và không có một con người nào ngoài Chúa Giêsu ngài đã chết đi và ngài đã chết và ngài đã sống lại từ trong cõi chết và ngài sống đời đời. Hanya Kristus Yesus yang pernah mati dan bangkit untuk selama-lamanya. Chỉ một mình ngài là đấng đã chịu chết và ngài đã sống lại để sống đời đời. Kenapa dia bisa mati? Karena dia adalah manusia sejati. Lý do tại sao Chúa của chúng ta ngài chịu chết, ngài có thể chết như vậy? Đó là bởi vì ngài là thật là con người như chúng ta. Kenapa kematiannya di kayu salib bisa menebus dosa manusia? Làm sao mà sự chết của ngài trên thập tự giá có thể chuộc tội lỗi của con người? Karena selain dia manusia sejati, dia adalah Allah yang sejati. Đó là bởi vì ngoài việc ngài là thật là con người như chúng ta thì ngài cũng thật là Đức Chúa Trời. Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa manusia. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi của con người. Darah manusia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri dari dosa. Huyết của con người không thể nào có thể tha thứ con người khỏi tội lỗi của mình được đâu. Puji Tuhan, iman saudara dan iman kami, iman saya tidak sia-sia. Và ngợi khen Chúa bởi vì đức tin của quý ông bà anh chị em và chính mình tôi không phải là một đức tin vô ích. Saudaraku, saya merencanakan setelah kita menyelesaikan pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima malam hari ini. Và tôi cũng dự định là sau khi chúng ta cùng nhau học xong Matius đoạn 5 buổi tối hôm nay. Ada satu kali pertemuan hari Selasa berikutnya di bulan ini, saya berencana untuk membahas mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Vào lần tới, Chủ nhật, xin lỗi, vào thứ ba tuần tới, khi chúng ta gặp nhau thì tôi muốn chia sẻ về chủ đề là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Kita mau tracing kembali, kita seperti melakukan penelusuran
sejarah maupun teologis dari Alkitab mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Chúng ta sẽ cùng học với nhau những điều mang tính lịch sử cũng như mang tính thần học về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Sehingga iman kita semakin dibangun, iman kita semakin teguh kepada Dia. Hầu cho đức tin của chúng ta ngày càng được gây dựng, ngày càng trở nên mạnh mẽ ở trong chính mình Ngài. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang menghargai, bisa bersyukur akan pengorbanannya di kayu salib. Chúng ta là những cơ đốc nhân, sẽ là những người biết trân quý những điều mà Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Bukan sekedar memperingati Paskah dan kebangkitan Kristus setiap tahun tanpa pengertian, tanpa makna. Chúng ta không phải là những cơ đốc nhân, chỉ là những người kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ mỗi một năm theo như lẽ thường. Tetapi sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang semakin menghargai, semakin bersyukur untuk karya salib Kristus. Nhưng mà chúng ta là những cơ đốc nhân, mỗi một ngày càng bước đi theo Chúa thì chúng ta càng trân quý và càng biết ơn Chúa về những điều Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Sebelum kita masuk ke pembahasan Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai 48, saya mau ajak sekali lagi kita untuk berdoa. Trước khi chúng ta cùng học chung với nhau buổi tối hôm nay, từ trong phân đoạn Kinh Thánh là Matthew đoạn 5, từ câu 43 cho đến câu số 48, thì tôi muốn hết thảy quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện một lần nữa. Bukan karena kemampuan kita memahami Alkitab, tetapi karena pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kita memahami Alkitab dengan sungguh-sungguh. Không phải là sự hiểu biết riêng của chúng ta có thể giúp chúng ta hiểu được lẽ thật của chính mình Chúa, nhưng mà chính Đức Thánh Linh Ngài hành động mà Ngài giúp đỡ họ cho chúng ta có thể biết Dan được. Saya percaya, saya pikir saudara percaya juga bahwa firman itu berkuasa, memiliki kuasa untuk mengubahkan kita. Và tôi tin và tôi cũng tin rằng quý ông bà anh chị em cũng tin rằng chính lời của Chúa sẽ có quyền năng để làm thay đổi chúng ta. Mari kita berdoa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Malam hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Allah yang hidup. Lạy Đức Chúa Trời hằng sống, buổi tối hôm nay chúng con hạ mình xuống trước mặt Ngài. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami dan mengangkat kami menjadi murid-murid-Mu. Chúng con cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã kêu gọi chúng con và trở thành để chúng con có thể trở thành môn đồ của chính mình Ngài. Tuhan, kami rindu untuk menjadi murid yang benar. Lạy Chúa, chúng con mong muốn trở thành những môn đồ theo ý muốn của chính mình Ngài. Murid yang benar-benar memahami, mengenal akan sifat-Mu. Và chúng con muốn trở thành những môn đồ thật, chúng con muốn trở thành những môn đồ hiểu biết được đường lối của chính mình Ngài. Bukan sekedar memahami, mengenal akan sifat-Mu, tetapi kami mengikut, meneladani akan sifat-sifat-Mu itu, Yesus. Và chúng con không chỉ hiểu biết về bản chất những điều thuộc về chính mình Ngài, đường lối của Ngài, nhưng chúng con cũng làm theo những điều đó nữa. Sungguh kami sadar bukan karena kemampuan kami, kami bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Và chúng con nhận biết rõ rằng không phải bởi sự khôn ngoan riêng của chúng con mà chúng con có thể hiểu được lời Ngài. Kami minta hikmat yang berasal dari Roh Kudus itu melimpah bagi kami. Chúng con cầu xin sự khôn ngoan đến từ nơi Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy trên mỗi một chúng con. Dan biarlah Roh Kudus itu juga menjamah hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Và nguyện Đức Thánh Linh là đấng đến và động chạm đến tâm trí và tấm lòng của mỗi một chúng con. Mengubahkan setiap kami. Xin Chúa thay đổi mỗi một chúng con. Firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap kami. Và lời của Chúa có quyền năng để khiến cho chúng con thay đổi. Sehingga setiap hari demi hari kami menjadi serupa dengan Kristus. Hầu cho mỗi một ngày chúng con sẽ càng trở nên giống như Chúa Giêsu Christ hơn. Tuhan, berkati pendalaman Alkitab malam hari ini. Lạy Chúa, xin Ngài chúc phước cho thời giờ chúng con học Kinh Thánh buổi tối hôm nay. Bukan karena kemampuan hamba-Mu untuk berbicara ataupun mengajar. Không phải là bởi vì tôi tớ Ngài có khả năng để có thể dạy dỗ, có thể truyền đạt. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja lewat hamba-Mu ini. Nhưng mà đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua tôi tới ngày đây. Mà aku percaya bahwa kuasa hadirat Tuhan beserta dengan kami semua. Chúng con tin rằng quyền năng sự hiện diện của chính mình Chúa cũng ở giữa vòng chúng con. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Saudaraku, mari kita melihat Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta cùng mở Kinh Thánh của mình ở trong Matthew đoạn 5. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43. Matthew đoạn 5 từ câu số 43 sampai 48. Cho đến câu số 48. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau minggu yang lalu kita berbicara, kita belajar mengenai Tuhan Yesus mengingatkan supaya orang Kristen, orang percaya tidak melakukan pembalasan kepada orang-orang yang merugikannya. Học Kinh Thánh tuần trước thì chúng ta đã cùng học chung với nhau về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Ngài dạy tất cả những môn đồ của Ngài, những người đi theo Ngài là không được báo thù, không được đáp trả lại những việc mà người khác làm đối với mình, những việc xấu người khác làm đối với mình. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, kepada kita semuanya, supaya kita tidak melakukan pembalasan, meskipun sebenarnya kita memiliki hak untuk membalas kepada orang yang sudah menyakiti kita. Và chính Chúa nhắc nhở chúng ta là không được báo thù, không được đáp trả lại những việc xấu mà người khác làm cho mình, những khi mặc dù là mình có quyền để có thể đáp trả lại điều mà người ta làm khiến cho mình bị tổn thương, khiến cho mình bị thiệt hại. Saudaraku, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya dia ditebus dari dosa dan mengalami anugerah keselamatan. Tất cả những người mà tin nơi Chúa Jesus Christ không phải là chỉ được cứu chuộc khỏi tội lỗi của mình và được hưởng sự cứu rỗi. Tetapi pada saat yang sama, pada saat itu juga, kita ini menjadi murid-muridnya. Nhưng mà cùng lúc đó khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ thì chúng ta trở nên môn đồ của chính mình Ngài. Pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit ini, đang khi Chúa Jesus dạy dỗ ở trên núi này, dia meninggalkan kerumunan banyak orang yang terus mengikutinya. Chính Chúa Ngài đã lên trên núi để giảng dạy, Ngài tránh khỏi đám đông đang cố đi theo Ngài. Dia menepi, dia mencari tempat yang sunyi. Và Chúa đã tìm kiếm một nơi yên tĩnh. Suatu ketika dia pernah menegur orang-orang kerumunan banyak yang hanya mencari roti dari dia setelah mereka puas makan. Và có lần Chúa Giêsu Christ Ngài đã quở trách đám đông đi theo Ngài chỉ vì là tìm kiếm bánh từ nơi Ngài mà thôi. Sau khi Ngài đã saudara họ được no thì họ theo Ngài chỉ vì họ muốn thêm bánh từ nơi Ngài. Saudaraku, malam hari ini Tuhan Yesus melihat hati setiap kita. Quý ông bà anh chị em, buổi tối hôm nay chính Chúa Ngài nhìn thấu vào tấm lòng của mỗi người chúng ta. Apakah benar-benar kita ini muridnya yang sejati atau sekedar hanya mencari kebutuhan dari dia? Chúa nhìn biết rõ mỗi một chúng ta, liệu chúng ta đây là những môn đồ thật của chính mình Ngài hay chúng ta đây là những người đang tìm kiếm sự thỏa mãn cho những nhu cầu của chúng ta thôi. Banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan Yesus pada masa itu. Và trong thời của Chúa Giêsu có nhiều người đã có những trải nghiệm về những dấu kỳ phép lạ mà Chúa làm ra. Tetapi tidak banyak orang yang rindu untuk mengenal dia. Nhưng mà không có nhiều người mong muốn hiểu biết về chính mình Ngài. Bahkan pada saat dia disalibkan, kemana orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan itu? Khi mà Chúa chịu đóng đinh thì những người đã được Chúa làm phép lạ đó thì họ đã ở đâu? Bukan hanya Judas Iskariot yang berkhianat, bahkan Petrus, dia sempat menyangkal bahwa dia salah satu orang yang mengenal Yesus. Và không phải là chỉ một mình Judas Iskariot là người đã phản bội Chúa đâu, nhưng mà cả Phi-e-rơ cũng đã chối Chúa nữa. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang Kristen, mereka hanya tertarik kepada berkat-berkatnya saja, tetapi mereka tidak rindu untuk mengenal dia secara pribadi.
Và có phải là ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân đến với Chúa là bởi vì tìm kiếm những dấu kỳ phép lạ, những ơn phước đến từ nơi Ngài mà họ không hề có một tấm lòng mong muốn được hiểu biết về đấng mà họ đang tìm kiếm, đang chạy theo đó? Banyak orang yang mencari, hanya mencari karunia-karunia supranatural, karunia-karunia mujizat, dan mereka bangga mengalaminya. Mereka bangga bisa melakukan kuasa mujizat Tuhan itu. Có nhiều người thì họ theo đuổi những dấu kỳ phép lạ thôi và họ rất là tự hào bởi vì chính mình họ đã được trải nghiệm những dấu kỳ phép lạ đó và bản thân họ cũng có thể là những dấu kỳ phép lạ đó. Tetapi tidak banyak orang yang pengen rindu untuk menjadi muridnya yang sejati. Nhưng mà không có nhiều người mong muốn được trở nên môn đồ thật của Chúa Giêsu. Memahami, mengenal akan sifatnya. Có nhiều người họ không có sự khao khát để mà biết được về chính mình Chúa, về bản tánh của chính Ngài. Mengenal akan pikirannya. Nhiều không có phải là có nhiều người họ mong muốn để biết được những điều ở trong tâm trí của Chúa Giêsu. Saudaraku, bukankah saudara dan saya ini murid Kristus? Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi là môn đồ của Chúa Giêsu đúng phải không ạ? Kalau kita ini benar-benar murid Kristus yang sejati, nếu như chúng ta thật là môn đồ của Ngài, seharusnya kita mencintai akan ajaran-ajarannya, akan firman Tuhan, lebih dari sekedar berkat-berkat yang bisa Dia berikan kepada kita. Và nếu như chúng ta là môn đồ thật của Ngài thì đáng lẽ ra là chúng ta yêu mến những sự dạy dỗ của Ngài, yêu mến lời của Ngài hơn cả những ơn phước mà chúng ta mong đợi đến từ nơi Ngài. Disitulah sebenarnya hati manusia itu diuji. Ở chính nơi đó thì tấm lòng của con người được thử nghiệm. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga hanya puas mampu melakukan kuasa-kuasa mujizat. Có nhiều người là tôi tới Chúa thì họ thấy là thỏa lòng bởi vì họ có thể làm ra những dấu kỳ phép lạ. Tetapi banyak juga hamba-hamba yang kurang rindu untuk mengenal secara pribadi karena itu butuh kerelaan hati untuk diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Và ngay cả tôi tới Chúa thì họ cũng không có sẵn lòng. Có nhiều người, không phải là nhiều người sẵn lòng để mà chính Chúa Ngài dạy dỗ, để mà họ có thể thông biết về Chúa nhiều hơn, gần gũi Chúa nhiều hơn. Oleh karena itu malam ini di pasal 5 ayat 48 nanti di akhir dari seri pendalaman Alkitab pasal yang kelima ini kita akan melihat apa tujuan sebenarnya kita menjadi murid Kristus itu. Và đến cuối của buổi học Kinh Thánh buổi tối hôm nay trong câu 48 của Matthew đoạn 5 thì chúng ta sẽ biết được mục đích chúng ta học hỏi lời Chúa là gì. Saudaraku, kita akan membahas malam hari ini dari ajaran Yesus, masih bagian dari khotbah Yesus di bukit. Và buổi tối hôm nay chúng ta vẫn cùng nhau học về những sự giảng dạy của Chúa Giêsu, về bài dạy bài giảng của Ngài ở trên núi. Topik yang akan kita bahas malam hari ini adalah kebencian dan kasih. Và chủ đề mà chúng ta cùng học chung buổi tối hôm nay đó là sự ganh ghét và lòng yêu thương. Sekali lagi, kebencian dan kasih. Và chủ đề tôi nhắc lại đó là sự ganh ghét và lòng yêu thương. Saudaraku, mari kita melihat sekali lagi ayat yang ke-43, tolong dibacakan sekali lagi. Chúng ta sẽ đọc lại câu số 43 một lần nữa. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Sekali lagi, pada saat Yesus mengajar khotbah di bukit ini, Dia memakai hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama. Khi mà Chúa Giêsu dạy những bài giảng dạy của Ngài ở trên núi này thì Ngài sử dụng những sự giảng dạy đã có ở trong luật pháp. Sekali lagi, kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi kedatangannya untuk menggenapi, memenuhi tuntutan Taurat itu. Bởi vì chính mình Chúa Ngài đến không phải là để xóa bỏ luật pháp, nhưng mà là để làm trọn vẹn luật pháp. Ayat 43 ini dikatakan di situ, sekali lagi, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Và câu 43 chép rằng các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Ayat ini berasal dari Leviticus 19 ayat 18. 19:18. Ya, dari Leviticus 19:18. Ya. Câu Kinh Thánh này là được chính Chúa Ngài trích dẫn từ trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu số 18.
Lê Vê Ký đoạn 19 câu số 18 chép rằng: Lê Vê Ký đoạn 19 câu số 18: Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Firman Tuhan, firman Allah di dalam Imamat mengingatkan kepada orang-orang Israel, memerintahkan kepada orang-orang Israel supaya mereka tidak menuntut balas dan menaruh dendam kepada orang-orang lain. Ya. Câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong Lê Vi Ký là lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ con cái Ngài là không được báo thù. Di sini dikatakan kepada orang sebangsamu. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình. Dikatakan lagi, kasihlah sesamamu manusia. Rồi phần sau của câu kinh thánh đó nói rằng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ở đây nói rằng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như là ngươi yêu thương chính bản thân ngươi vậy. Dasar dari ajaran Yesus itu berasal dari Leviticus 19 ayat yang ke-18. Đó là câu kinh thánh Lê Vi Ký đoạn 19 câu số 18 và Chúa Giêsu đã trưng dẫn câu kinh thánh đó. Bagi orang Israel yang dianggap sesama manusia itu adalah orang-orang sekelompoknya, sebangsanya sendiri. Và đối với người Israel, những người là nói là được gọi là đồng tộc với họ, những người mà giống như họ đó là những người cùng trong một dân tộc, cùng trong một nhóm người như họ. Ingat, sekali lagi saya pernah menyampaikan bahwa bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel itu dianggap bangsa kafir. Và đối với dân Israel thì những dân tộc khác không phải là những người thuộc Israel thì gọi là những người ngoại. Jadi seakan-akan teks di Leviticus 19 ayat 18 ini siapa yang dianggap sebagai sesama itu hanya terbatas kepada orang yang sesama bangsanya, sesama rasnya, sesama agamanya, yaitu orang-orang Yahudi saja. Và ở đây thì câu số 18 nói rằng đối cùng với dân sự mình thì ở đây rõ ràng chỉ nói đến là những người cùng dân tộc với họ, cùng chủng tộc với họ, cùng tôn giáo với họ, nghĩa là chỉ nói đến là người Do Thái thôi, nghĩa là chớ toan báo thù cùng những người Do Thái giống như mình vậy thôi. Jadi, kasih mereka, kasihnya terbatas hanya kepada orang-orang yang sesama agama, orang-orang yang sesama ras, orang-orang yang sesama bangsa. Và bởi vậy tình yêu thương của họ ở đây gói gọn ở trong những người cùng một tôn giáo, cùng một chủng tộc, cùng một dân tộc thôi. Lalu bagaimana dengan orang-orang lain, bangsa lain? Vậy thì đối cùng những dân tộc khác thì như thế nào? Apakah mereka harus dibenci dan dimusuhi? Nếu như vậy thì có phải là họ là những người đáng bị xem là thù nghịch không? Apakah hanya orang-orang yang seagama, seras, sebangsa yang disebut sesama itu yang tidak boleh dibenci, tidak boleh dituntut pembalasannya. Và có phải là chỉ những người ở cùng trong một chủng tộc, cùng một tôn giáo, cùng một đất nước dân tộc như vậy thì là những người mà chính những người này được không được báo thù hay không? Makanya pada saat Yesus berkata, kamu telah mendengar firman kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Bởi vậy nên Chúa Giêsu đã nói rằng các ngươi nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Karena Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Israel. Bởi vì ở đây Chúa Giêsu Ngài đang nói với những người Israel. Orang Israel melihat bangsa lain adalah bangsa yang kafir yang berhak untuk dituntut balas dan dibenci. Và dân Israel xem những dân tộc khác là những dân ngoại và đáng để họ ghét, đáng để họ báo thù. Ada firman Allah di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan itu Deuteronomi. Có lời Chúa ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 7. Di dalam Ulangan 7 disebutkan di situ supaya orang-orang Israel itu memusuhi, tidak bersahabat, tidak menjalin hubungan dengan bangsa lain, khususnya bangsa Kanaan. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 7 thì có những lời mà để
khuyên dân Israel là không được kết bạn, không có được có quan hệ gì với những người ngoại, đặc biệt là với dân Canaan. Kesannya Allah memerintahkan kepada orang Israel untuk bersikap keras kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Và những lời ở đây thì giống như là Chúa muốn là những người Israel phải đứng vững, phải cứng rắn với những dân ở xung quanh. Saudaraku, kalau tadi Yesus berkata, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu, karena orang Israel menganggap yang sesama itu adalah sesama bangsa, sesama ras, sesama agama. Chúa Giêsu nói rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình, bởi vì ở đây thì những người Israel họ xem người lân cận là những người cùng tôn giáo, cùng dân tộc với họ thôi. Itulah yang harus dikasihi. Và đó là những người cần phải được yêu thương. Tetapi kemudian di ayat 44 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nhưng mà đến câu số 44 thì Chúa Giêsu dạy rằng, "Song ta nói cùng các ngươi hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." Kalau kesan bagi orang-orang Israel tadi supaya mereka membenci, bersikap keras kepada bangsa lain di luar bangsanya yang tidak dianggap sesama, tetapi justru Yesus berkata di sini, "Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Và nếu như trong phục truyền luật lệ ký lúc nãy thì những lời ở trong đó khuyên dân Israel là phải cứng rắn với những người ngoại, không được kết ban giao bằng hữu với họ. Nhưng mà ở đây thì câu Chúa Giêsu dạy rằng phải yêu kẻ thù nghịch và hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Kalau kita melihat tadi di Ulangan pasal yang ketujuh, seakan-akan Yesus, perkataan Yesus ini kontra, bertolak belakang dengan pas Ulangan 7 tadi. Và nếu như chúng ta đọc ở trong phục luật lệ ký, phục truyền luật lệ ký đoạn 7, và chúng ta so sánh với những lời mà Chúa Giêsu nói ở trong Matthew đoạn 5 này, thì dường như chúng ta thấy là dường như là có sự đối lập. Kita lihat masih di Ulangan 7 tadi ya. Lihat ayat yang keempat. Chúng ta hãy cùng xem phục truyền luật lệ ký đoạn 7 câu số 4. Deuteronomy 7 verse 4. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Saudara, inilah maksud Allah kenapa bangsa Israel itu kelihatannya eksklusif dan tidak boleh berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Kanaan. Và câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc là lý do mà tại sao dân Israel lại là một dân tộc rất là biệt lập và họ phải cứng rắn, không được kết tình ban giao bằng hữu với những dân tộc ở xung quanh. Kalau saudara membaca Perjanjian Lama, seringkali kesannya itu Allah di dalam Perjanjian Lama itu Allah yang kejam, yang selalu menuntut, membalas, membinasakan para musuh Israel. Và nếu như chúng ta đọc ở trong Cựu Ước thì dường như Chúa là một Chúa rất là Allah kayak apa tadi? Allah sepertinya di dalam Perjanjian Lama itu Allah yang kejam, yang selalu menuntut balas, yang memusuhi dan membinasakan bangsa-bangsa lain. Chúng ta cảm thấy như là Chúa ở trong Cựu Ước là một Đức Chúa Trời rất là tàn bạo, và Ngài ghét bỏ những dân tộc khác và Ngài sẵn sàng để tiêu diệt những dân tộc khác. Sebenarnya bukan Allah bukan kejam, Allah bukan pembinasa. Nhưng mà thật ra Chúa của chúng ta Ngài không tàn bạo, không phải là Ngài ganh ghét những dân tộc khác đâu. Ini adalah alasan Allah memerintahkan supaya orang-orang Israel itu hidupnya eksklusif, tidak membangun hubungan, apalagi saling mengkawinkan anak-anaknya dengan bangsa lain. Nhưng mà đây chính là lý do mà Đức Chúa Trời đã phán biểu dân Israel phải biệt lập, phải cứng rắn, không được kết tình bằng hữu với những dân tộc xung quanh, đặc biệt là không được để con cái của mình kết hôn với dân ngoại. Karena bila orang-orang Israel pada saat itu mereka berhubungan dengan orang-orang bangsa kafir, bahkan mereka saling mengkawinkan anak-anaknya dengan bangsa-bangsa kafir ini, ditakutkan, dikhawatirkan akan mempengaruhi orang Israel sehingga mereka tidak setia, bahkan melawan Yahweh. Và điều mà Chúa đã
dạy cho dân Israel với một mục đích, đó là để dân Israel họ không để cho con cái của họ kết hôn với những dân ngoại, và từ từ những dân ngoại này sẽ có ảnh hưởng lên những người Israel đó, và họ sẽ không thờ lại Chúa nữa, và họ sẽ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa kafir ini adalah bangsa-bangsa yang melawan Yahweh. Mereka menyembah ilah-ilah yang palsu. Những dân ngoại này là những dân mà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, và họ thờ lại các hình tượng. Dan orang-orang Israel ini baru keluar dari tanah perbudakan di Mesir yang begitu lama, yang mentalitasnya gampang dipengaruhi. Và trong thời điểm của cuộc trường luật lệ ký thì dân Israel mới vừa ra khỏi xứ Ai Cập, và họ đã ở trong xứ Ai Cập đó rất lâu rồi, họ làm nô lệ ở đó đã rất lâu rồi. Jadi ini tujuan Allah supaya mereka tidak berhubungan dengan orang bangsa kafir, supaya mereka tetap setia kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh mereka. Với một hoàn cảnh như vậy thì Chúa muốn là dân Israel họ họ phải hết lòng trung tín với chính mình Chúa để thờ lại chính mình Ngài, và không để mình chịu ảnh hưởng xấu bởi những dân tộc xung quanh. Saudaraku, sekali lagi Yesus tidak sedang menolak ulangan pasal yang ketujuh tadi. Chúa Giêsu không phải là Ngài đang từ chối những điều được chép ở trong phục trường luật lệ ký đoạn 7. Bagi orang Israel, sekali lagi yang dimaksud sebang sesama itu adalah sebangsa, seagama, seras. Và đối với dân Israel thì những người lân cận là những người cùng tôn giáo, cùng dân tộc, cùng chủng tộc với họ thôi. Tetapi Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Boleh dikatakan, kasihlah orang-orang kafir itu. Và khi Chúa Giêsu nói rằng hãy yêu kẻ thù nghịch mình, thì điều đó cũng có nghĩa là ngươi hãy yêu mến cả những dân ngoại đó. Berdoa buat mereka bila mereka mengenai kamu. Hãy cầu nguyện cho họ là mặc dù họ là những kẻ bắt bớ các người. Bukankah seringkali kita ini, saudara, bersikap seperti orang-orang Israel ini? Và đối với chúng ta đây, có phải là nhiều khi chúng ta cũng cư xử giống như dân Israel không? Yang dianggap teman itu adalah orang-orang sesama gereja, sesama orang Kristen, sesama suku, sesama pemahamannya. Và có phải là chúng ta chỉ chọn làm bạn với những người cùng một hội thánh với chúng ta, cùng là cơ đốc nhân, cùng một dân tộc với chúng ta, cùng những sự hiểu biết, cùng cấp bậc với chúng ta? Ada banyak orang yang kemudian putus hubungan, putus pertemanan, persahabatan hanya gara-gara perbedaan opini. Có nhiều người họ đã không còn là bạn bè nữa bởi vì có những ý kiến trái ngược nhau trong cùng một vấn đề nào đó. Ada banyak orang-orang Kristen bahkan memiliki anggapan nggak perlu menjalin hubungan pertemanan dengan gereja lain. Và thậm chí giữa vòng cơ đốc nhân thì có những người họ nghĩ là họ chỉ làm bạn với những người trong hội thánh của họ thôi, còn những người ở trong hội thánh khác thì họ không muốn làm bạn chung. Tidak boleh pelayanan bersama-sama dengan gereja lain yang berbeda dengan gereja kita. Có nhiều người họ nói là không được cùng hầu việc Chúa với những người ở trong hội thánh khác. Bukankah kita seringkali di dalam gereja masih ada rasisme juga membedakan suku mu apa, sukuku apa? Có phải là giữa vòng chúng ta, giữa các hội thánh vẫn còn những sự phân biệt không? Nhiều khi chúng ta nói là anh là người dân tộc nào, anh là người dân tộc nào. Kita hanya membatasi kasih kita kepada orang-orang yang sama dengan kita. Chúng ta chỉ giới hạn tình yêu thương của chúng ta đối cùng những người giống như mình. Pada saat ada orang yang berbeda dengan kita, berbeda cara berpikirnya, berbeda cara melihatnya, bahkan berbeda gerejanya mungkin, dianggap itu bukan teman, aku nggak boleh berteman. Menjalin pelayanan bersama-sama. Và có nhiều khi chúng ta thấy là có những sự khác biệt và giữa chúng ta với những người khác, có thể là khác biệt ở trong cách nhìn, cách suy nghĩ, rồi cách nhìn khác biệt và không cùng chung trong một hội thánh, có những điểm khác biệt thì họ những người như vậy chúng ta xem là không phải là bạn của chúng ta. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang saling berselisih gara-gara perbedaan pemahaman Alkitab. Selisih debate. Debate dan kemudian nggak mau bersahabat, nggak mau berteman lagi gara-gara berbeda interpretasi. Ya, cũng có những người là tôi tới Chúa thì họ không còn là bạn bè, họ không còn muốn giữ mối quan hệ với nhau nữa. Đơn giản là bởi vì cách diễn giải kinh thánh của họ khác thôi. Kita ini sejak kecil bertumbuh, diajar oleh orang tua kita, oleh culture kita,
harus sama. Kalau yang berbeda itu dianggap permusuhan, selalu ada prejudis di situ. Và chúng ta đây là những người từ nhỏ là được dạy bởi ba mẹ của mình, bởi nền văn hóa của mình. Đó là chúng ta phải giống nhau chứ mà nếu mà khác, khác biệt là giống như một mối đe dọa, giống như là một thù nghịch vậy, chứ không phải là bạn bạn bè được. Akibatnya gereja tidak bisa bersatu dengan yang lainnya. Và chúng ta thấy là hậu quả của lối suy nghĩ đó là hội thánh này không thể làm bạn với hội thánh khác được. Oh, ini gereja yang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Hội thánh này là hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh, nói tiếng mới. Oh, ini gereja yang penuh dengan kuasa roh, sehingga ada kuasa-kuasa mujizat. Hội thánh này là một hội thánh đầy dạy quyền năng của Đức Thánh Linh và có nhiều dấu kỳ phép lạ. Oh, ini gereja yang tidak ada Roh Kudusnya, yang kaku, yang dingin dan tidak ada dinamika, enggak dinamis gerejanya. Còn hội thánh kia là hội thánh rất là cứng nhắc, hội thánh có một sự lạnh nhạt, không có sự bùng nổ. Kemudian gereja yang tidak menerima bahasa roh, menganggap orang-orang yang berbahasa roh itu gereja yang liar, gereja yang tidak tertib. Rồi, bởi vì những sự khác biệt đó mà những hội thánh theo kiểu truyền thống đó, những cứng nhắc đó thì xem những hội thánh mà có đầy dạy Đức Thánh Linh là những hội thánh không có trật tự. Kita harus jujur, seringkali kita membuat batasan-batasan dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam membangun relasi dengan saudara seiman. Chúng ta phải công nhận là chúng ta đang đặt ra những giới hạn ở trong mối tương giao, mối quan hệ của chúng ta với nhau. Kita seperti orang Israel yang dianggap sesama itu adalah orang yang benar-benar sama dengan kita. Và chúng ta cũng giống như những người Israel, khi mà nói đến người lân cận, người giống như mình thì là thật sự là giống như mình trên mọi phương diện. Itulah yang ditentang Yesus, saudara. Và đó là điều mà Chúa Giêsu đã thách thức. Saudara, pada suatu ketika Yesus bertemu di Yohanes pasal yang keempat, Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Trong văn đoạn 4 thì Chúa Giêsu gặp gỡ người đàn bà Samaria. Yesus bertemu bagi orang Israel pada saat itu dilarang hukumnya untuk berhubungan, berbicara, bertemu dengan orang-orang Samaria. Trong thời đó thì người Israel và người Samaria họ không có một mối quan hệ tốt và trong luật của người Israel thì không được xây dựng mối quan hệ, không được gặp gỡ với người Samaria. Bagi orang Israel, orang Samaria itu adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak origin Israel karena sudah ada kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Đối với người Israel thì người Samaria là người ngoại rồi, họ không còn là người Israel thuần gốc nữa bởi vì đã có những sự kết hôn lai tạp. Tetapi Yesus menabrak batasan-batasan yang dianggap sesama itu, saudara. Nhưng mà chính Chúa Giêsu Christ Ngài đã phá đổ tất cả mọi rào cản khi mà nói đến người lân cận đó. Di Yohanes pasal yang keempat itu disebutkan di sana, diceritakan di situ bahwa ada percakapan antara Yesus dengan seorang wanita Samaria ini. Ở trong văn đoạn 4 thì có ghi thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria. Sekali lagi Yesus mau sampaikan intinya adalah kasihilah sesama manusia, tetapi bencilah dosanya. Và điều mà Chúa Giêsu Christ ngài muốn bày tỏ, ngài muốn truyền tải ở đây đó là hãy yêu thương người lân cận mình, hãy yêu thương người khác nhưng mà hãy ghét bỏ tội lỗi thôi. Sesama semangat yang ada di dalam ulangan 7 tadi yang dimaksudkan Allah bukan membenci manusianya, benci ilah-ilahnya, ilah-ilah kafir itu, tetapi kasih manusianya. Và cũng giống như trong phục truyền luật Lễ Ký đoạn 7, không Đức Chúa Trời không dạy dân Israel là ghét bỏ những người khác, nhưng mà hãy ghét bỏ những hình tượng, những điều mà không đúng trong không theo ý của Đức Chúa Trời, nhưng mà hãy yêu thương những người khác. Kita harus mengasihi musuh itu karena dia mereka adalah manusia. Chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch mình đó là bởi vì họ cũng là con người giống như chúng ta. Tetapi kita mengkonfrontasi dosa, kita mengkonfrontasi sikap yang melawan Allah, itu yang dimaksudkan Yesus di sini. Nhưng mà ý Chúa Giêsu Christ muốn nói ở đây đó là chúng ta phải chống cự lại với tội lỗi, với những điều chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Pada saat Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini,
khi mà Chúa Giêsu ngài gặp gỡ người đàn bà Samari. Di Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22. Ở trong Giăng đoạn 4 câu số 2, xin lỗi câu 22. Yohanes 4 ayat 22. Giăng đoạn 4 câu số 22. Các người thờ lạy sự các người không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Lihat di sini Yesus tetap berinteraksi membangun hubungan dengan bangsa kafir menurut orang Israel. Ở đây chúng ta thấy là Chúa Giêsu ngài vẫn đang cố gắng để mà xây dựng mối tương giao với những người mà dân Israel xem là dân ngoại. Yesus menerima, Yesus mengasihi wanita Samaria ini yang kedapatan memiliki lebih dari satu seorang suami. Và Chúa Giêsu ngài đã đến gặp gỡ trò chuyện và ngài yêu thương người đàn bà Samaria này là người có đến năm đời chồng. Yesus tetap mengasihi manusia. Chúa Giêsu ngài yêu mến con người. Tetapi Yesus menentang akan apa yang dipercaya orang oleh wanita Samaria ini. Nhưng mà Chúa thách thức điều mà người đàn bà Samaria này tin. Di ayat 22 ini Yesus berkata, engkau tidak mengenal siapa yang kau sembah. Trong câu số 22 này Chúa phán với người đàn bà Samaria rằng người không biết đấng mà người đang thờ lạy. Yesus menjelaskan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, yaitu dari keturunan Daud yang merujuk kepada dirinya sendiri. Và Chúa Giêsu đã giải thích rằng sự cứu rỗi đến là bởi người Giu-đa là và ngài chính đến từ dòng dõi của David và ngài có ý là chỉ về chính mình ngài. Saudaraku, jangan sedikit-sedikit kita nggak mau berteman bersahabat gara-gara perbedaan pandangan. Quý ông bà anh chị em đừng để cho một chút những sự khác biệt khiến cho chúng ta xem đó như những rào cản mà chúng ta không muốn xây dựng mối quan hệ với người khác. Orang-orang yang berbeda pandangan kemudian kita anggap sebagai musuh kita. Nhiều khi chúng ta xem những người không cùng quan điểm là kẻ thù của mình. Kita nggak mau bertegur, nggak mau saling menyapa dengan orang-orang yang hanya berbeda pandangan saja. Và chúng ta không muốn chào hỏi, chúng ta không muốn có một mối quan hệ nào với người mà chúng ta có quan điểm không đồng quan điểm với chúng ta. Bahkan di sini Yesus berkata di ayat yang ke-44 tadi, Matius 5, doakan para musuhmu, kasihlah para musuhmu. Câu số 44 thì Chúa Giêsu nói là hãy yêu kẻ thù nghịch và hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Saudaraku, malam hari ini kita belajar bahwa jangan hanya kita mengasihi sesama orang-orang di dalam gereja kita, orang-orang lain kita nggak mau kasih, nggak mau berhubungan dengan mereka. Thưa quý ông bà anh chị em, buổi tối hôm nay thì chúng ta học được một điều là chúng ta đừng chỉ yêu mến những người ở trong cùng hội thánh với mình mà thôi, mà còn ngoài hội thánh với mình thì mình không muốn để tâm đến hay là không muốn xây dựng mối quan hệ. Jangan hanya gara-gara perbedaan pendapat kita kemudian tidak mau menjalin hubungan, kita memutuskan hubungan dan kita tidak mau bersahabat dengan mereka. Đừng để cho những quan điểm khác nhau trở thành những điều khiến cho chúng ta không còn muốn có mối quan hệ với một người nào khác. Jangan sampai kita memiliki pikiran, oh gerejaku ini yang paling benar, gerejaku ini yang paling berkenan di mata Allah, gereja lain enggak. Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng hội thánh tôi là hội thánh tốt nhất, hội thánh tôi là hội thánh làm đẹp lòng Chúa, còn những hội thánh khác thì không. Saudara, yakinlah nanti ketika kita di surga, chúng ta tin là một ngày kia khi chúng ta ở trên thiên đàng, kita bertemu ada banyak orang-orang dari aliran gereja, saudara. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người từ những hệ phái khác nhau. Yesus tidak berkata, engkau dari gereja apa? Chúa Giêsu sẽ không hỏi chúng ta rằng con đến từ hội thánh nào. Dia tidak akan tanya kamu berbahasa roh atau kamu tidak berbahasa roh. Chúa cũng không có hỏi chúng ta là con có nói tiếng mới hay không hay là con không có nói tiếng mới. Saya yakin di gereja nanti ada banyak aliran gereja di sana. Selama mereka tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Và chắc chắn là có nhiều hệ phái khác nhau, miễn là các hệ phái này thì đều thờ lạy Chúa Giêsu Christ và tôn ngài là Chúa và là đấng cứu rỗi của con người. Saya sudah menjelaskan ada banyak orang hari-hari ini yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah.
Và giống như tôi đã từng chia sẻ với ông bà anh chị em, đó là có nhiều người dạy rằng Chúa Giêsu không phải là Chúa, không phải là Đức Chúa Trời. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu ciptaan Allah, hanya saudara tua kita. Có người dạy rằng Chúa Giêsu chỉ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời và là anh cả của chúng ta, là những người tin thôi. Saya mau sampaikan bahwa yang seperti ini bukan kekristenan. Và tôi muốn nói rõ với quý ông bà anh chị em rằng những sự dạy dỗ như vậy là không phải là đến từ Kinh Thánh và trong Cơ Đốc giáo. Mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang antikris. Và nếu những người nào mà từ khứ Chúa Giêsu Christ là Chúa và là Đức Chúa Trời thì những người đó là những người chống nghịch lại với Đấng Christ. Jadi meskipun saudaramu itu mereka tidak memuji Tuhan dengan tepuk tangan atau mereka memuji Tuhan dengan tidak berbahasa roh, mereka sama-sama anak Allah. Bởi vậy nên nếu những hội thánh khác họ cách thờ phượng của họ không giống mình, họ không có vỗ tay, họ không có nói tiếng mới như mình. Dan orang-orang yang tidak berbahasa roh tidak boleh berkata, oh mereka ini gereja yang liar yang berbahasa roh ini. Hay là ngược lại, những người mà ở trong các hội thánh không có nói tiếng mới thì cũng không có được phép nói những người ở trong các hội thánh ân tứ nói tiếng mới là những hội thánh đó là những hội thánh không có tự không có tổ chức. Saya yakin, saya percaya di surga nanti ada banyak orang-orang dari berbagai macam gereja. Và tôi tin rằng ở trên thiên đàng sẽ có nhiều người đến từ những hội thánh khác nhau, từ những hệ phái khác nhau. Jadi disitulah kita ini jangan mudah gara-gara berbeda dan kemudian kita membangun tembok-tembok yang tidak mau bersahabat dengan orang lain. Bởi vậy nên chúng ta đừng để cho những sự khác biệt trở thành những bức tường mà tự chúng ta gây nên, xây lên để mà ngăn cản chúng ta xây dựng mối quan hệ với những người khác. Mereka belum sampai merugikan kita, mereka tidak menyakiti kita, hanya berbeda pendapat. Jangan sampai kita membangun batasan-batasan di situ. Nếu những người khác họ chưa đến mức khiến cho chúng ta bị thiệt hại hay tổn thương, chỉ là quan điểm khác biệt thôi, thì chúng ta cũng đừng xây dựng những bức tường ngăn cản chúng ta để có mối quan hệ tốt đẹp với họ. Di sini Yesus mengajarkan, kasihlah manusia, tetapi bencilah dosanya. Ở đây Chúa Giêsu dạy rằng hãy yêu thương con người nhưng hãy ghét bỏ tội lỗi. Gereja harus bersikap tegas, tidak konformi dengan dosa, tetapi gereja harus menerima orang berdosa di dalam gereja. Hội thánh phải cứng rắn không thỏa hiệp với tội lỗi nhưng mà phải tiếp nhận tội nhân vào trong hội thánh. Gereja itu semacam rumah sakit yang menolong orang-orang berdosa, orang-orang yang berpenyakit untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan ilahi. Và hội thánh giống như là một nhà thương với đủ loại bệnh nhân hết, và những bệnh nhân này đến để nhận được sự chữa lành thuộc linh. Gereja itu bukan semacam pengadilan yang menghukum orang yang bersalah, membuang orang bersalah. Và hội thánh không phải giống như là một quan tòa để mà xét xử người khác, để mà loại bỏ những người khác. Gereja harus berani berkata tidak kepada dosa, tetapi menerima orang berdosa, menerima pendosa, supaya mereka mengalami pemulihan, perjumpaan dengan Kristus. Hội thánh phải mạnh dạn để mà từ khước tội lỗi, nhưng mà hãy tiếp nhận tội nhân hầu cho họ có thể được chữa lành và họ gặp gỡ Chúa Giêsu. 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat itu sebenarnya intinya cuma dua. Và 10 điều răn của Đức Chúa Trời được gồm tóm lại chỉ trong 2 điều. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiran dan kekuatanmu. Đó là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời. Dan kasihlah sesamamu manusia. Và hãy yêu người lân cận mình như mình. Jadi pada saat saudara dan saya memusatkan ibadah kita, gereja kita pusatnya adalah Allah. Và nếu như hội thánh của chúng ta, trung tâm của hội thánh, trọng tâm của hội thánh là Đức Chúa Trời, maka kita juga harus mengasihi orang-orang lain. Thì chúng ta cũng phải yêu mến những người khác nữa. Bahkan Yesus berkata, doakan para musuhmu yang sudah menyakiti engkau. Ở đây Chúa dạy rằng hãy cầu nguyện ngay cả cho những người đã làm tổn thương mình. Saudara, pada saat itu, kenapa orang-orang Israel ini, para murid Yesus perintahkan untuk mendoakan para musuhnya.
Lý do tại sao Chúa lại dạy các môn đồ của Ngài là phải cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình? Karena orang-orang Kristen yang berlatar belakang dari Yahudi ini, mereka mengalami permusuhan dari orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Đó là bởi vì các môn đồ của Chúa Giêsu là những người Do Thái, họ bị chính những người Do Thái giống như họ xem là thù nghịch và bắt bớ. Bagi orang bagi Judaism, kekristenan itu semacam sekte sesat yang menyimpang dari Judaism. Đối với Do Thái giáo thì những người theo Chúa Giêsu giống như là một nhóm của những người nhóm tà giáo ra khỏi Do Thái giáo vậy. Jadi mereka mengambil sikap orang-orang meskipun mereka orang Yahudi yang mengikut Yesus yang berasal dari Nazaret ini layak untuk dianiaya, harus untuk dibenci. Và bởi vì họ xem những người theo Chúa Giêsu là những người theo một tà phái nên họ cho họ quyền là được bắt bớ, được xem những người Do Thái theo Chúa Giêsu đó là kẻ thù của mình. Jadi saat itu sudah ada permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Và thời điểm của thời của Chúa Giêsu thì đã có những sự thù nghịch giữa người Do Thái và những người theo Chúa Giêsu. Kekristenan itu berakar dari Judaism. Do Thái giáo là xin lỗi Cơ Đốc giáo là ra từ Do Thái giáo. Tetapi kekristenan itu bukan Judaism. Nhưng mà Cơ Đốc giáo không phải là Do Thái giáo. Judaism bukan Kristenan juga. Và Do Thái giáo cũng không phải là Cơ Đốc giáo. Sehingga pada saat itu orang-orang Kristen yang belakang latar belakang Yahudi, seringkali mereka mengalami permusuhan, mengalami kebencian, penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang beragama Judaism itu. Và bởi vì theo Chúa Giêsu nên nhiều người Do Thái họ đã bị chính những người Do Thái khác theo Do Thái giáo chống nghịch lại và bắt mớ. Dan Yesus berkata, kasih mereka, doakan para musuhmu ini yang sudah menyakiti engkau. Chúa dạy các môn đồ của Ngài là hãy yêu kẻ thù nghịch mình và hãy cầu nguyện cho những người đã bắt bớ, đã làm tổn thương mình. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus mengasihi sesama siapa saja meskipun mereka berbeda latar belakang dengan kita. Quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta đều phải yêu mến những người khác mặc dù họ có những khác biệt với chúng ta. Kasih itu bukan sekedar perasaan, saudara. Yêu thương không phải chỉ là cảm xúc. Kasih itu harus berasal dari kemauan dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mengasihi musuh orang-orang yang menyakiti kita. Và yêu thương là bắt nguồn từ sự mong muốn của bản thân chúng ta muốn yêu thương người khác và phải được thể hiện bằng việc làm đối cùng với những người là thù nghịch của chúng ta. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kita perlu memaksakan kasih itu kepada orang lain. Tuần trước thì tôi đã chia sẻ rằng chúng ta cần phải ép buộc mình yêu thương người khác. Paksakan kasih itu bahkan kepada musuh yang merugikan kita, yang menyakiti kita. Chúng ta phải ép buộc yêu thương người khác, kể cả những người là những người làm tổn thương chúng ta, thù nghịch với chúng ta. Itu bukan sekedar perasaan, oh saya mengasihi, tapi pada waktu ketemu kita nggak mau menegur, bahkan masih ada kebencian di situ. Nggak mau menegur masih. Mau. Ya. Maksud saya seringkali kita ini tidak perasaan saja, oh aku mengasihi, tetapi pada saat benar-benar ketemu kita tidak mau memperlakukan mereka, menyapa mereka, mengasihi mereka dalam perbuatan yang nyata. Và yêu thương không phải là chỉ một cảm không phải là một cảm xúc thôi, mà chúng ta có thể nói là tôi yêu người này, tôi yêu người kia, nhưng mà đến khi chúng ta gặp gỡ chính những người là chúng ta tổn thương, chúng ta xem là thù nghịch đó thì chúng ta không thể yêu thương được họ, không thể bày tỏ được tình yêu thương của chúng ta ở trong việc làm thiết thực. Saudaraku mengikut Yesus itu menjadi murid Kristus itu tidak mudah, saudara. Và để yêu mến Chúa và đi theo Chúa không phải là việc dễ dàng. Kita akan mengalami proses. Mungkin saudara akan direndahkan orang lain. Perbuatan kasihmu tidak diapresiasi oleh orang lain. Và có thể chúng ta phải đi qua một tiến trình. Đó là nhiều khi những việc làm bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta không được người khác trân trọng. Mungkin perbuatan kasih saudara yang saudara sudah berikan kepada orang lain. Engkau pernah menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu.
Tetapi balasannya saudara tidak menerima yang semestinya mereka berbuat jahat kepada saudara, merugikan saudara. Và có nhiều khi chúng ta làm những điều tốt đối cùng người khác và người ta không đáp lại tốt với mình, nhưng mà nhiều khi còn làm tổn hại lại chúng ta nữa. Disitulah kita harus memaksakan kasih kita, tentunya yang berasal dari Allah ini, kepada para musuh, orang-orang yang sudah merugikan, menyakiti kita. Và chính tại thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó, là lúc mà chúng ta cần phải ép buộc chính bản thân mình để yêu thương người khác. Dĩ nhiên là tình yêu thương đó đến từ nơi Chúa, họ cho chúng ta có thể yêu thương cả những người khiến cho chúng ta bị tổn hại, khiến cho chúng ta bị tổn thương đó. Mungkin engkau berkata, saya punya hak untuk marah karena dia sudah menyakiti saya, sudah merugikan saya. Có nhiều khi chúng ta nói rằng tôi có quyền để mà đáp trả lại bởi vì chính người đó đã làm cho tôi bị tổn hại, tổn thương mà. Mereka tidak layak untuk dikasihi, mereka layak untuk dibenci. Những người đó không đáng để được yêu thương mà là đáng để bị thù ghét thôi. Pada saat kita seperti itu, sebenarnya kita lupa siapa diri kita. Và nếu như chúng ta nghĩ như vậy thì đó là lúc mà chúng ta quên mất đi mình là ai. Kita ini orang berdosa, kita ini penuh dengan kejahatan, kita ini penuh dengan pemberontakan. Tetapi Allah mengasihi kita, Allah menerima kita apa adanya. Allah tidak menghakimi dosa kita. Chính chúng ta đây là những người đầy dẫy tội lỗi, là những người không đáng để được Chúa yêu, nhưng mà Ngài đến và yêu thương chúng ta, Ngài xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dosa kita itu ditutupinya dengan kasih-Nya. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta thì mọi tội lỗi của chúng ta được che đậy bởi tình yêu thương của chính mình Ngài. Pelanggaran kita itu tidak diingat-ingatnya, dia terima kita apa adanya. Và những điều xấu xa chúng ta đã làm thì Ngài không còn nhớ lại nữa, và Ngài tiếp nhận chúng ta. Chúng ta là ai thì Ngài cũng tiếp nhận chúng ta đến với Ngài. Dia tahu siapa diri kita ini. Ngài biết rõ chúng ta là ai. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita membenci orang lain? Và nếu như chúng ta là những kẻ tội lỗi xấu xa như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể ghét những người khác được? Saya tahu itu enggak gampang. Tôi biết rằng là yêu thương những người mà thù ghét mình thì đó là không phải là điều dễ dàng gì. Saya mengalaminya juga, saudara. Chính tôi cũng đã trải qua điều này. Tetapi sebagai murid Kristus, kita harus meneladani akan sifatnya, akan karakternya. Nhưng mà là môn đồ Chúa thì chúng ta cần phải noi theo tâm tánh của Chúa, đường lối của Ngài. Tidak mempertahankan hak kita. Chúng ta không có cố giữ chặt quyền của mình. Yesus pun tidak mempertahankan haknya. Dia bisa membela dirinya dengan memerintahkan malaikat untuk melawan para musuh-musuhnya. Chúa Giêsu đã không có nắm giữ quyền của mình, Ngài đã bỏ chính mình đi. Đáng lẽ ra là Ngài có thể ra lệnh cho các thiên sứ đến để giải cứu Ngài. Sebelum dia disalibkan, dia diadili, dia dihakimi, dia dianiaya, dipukuli, sampai disalibkan, dia tidak memerintahkan malaikat Tuhan untuk melawan para musuh-musuhnya. Trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Ngài đã bị xét xử, Ngài đã bị hành hạ, Ngài đã bị đánh đập như vậy. Nhưng mà Ngài không dùng quyền của mình để mà sai phái các thiên sứ đến để giúp đỡ Ngài. Sebagai murid Kristus, seringkali permasalahan itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita. Là môn đồ của Chúa Giêsu, có nhiều khi những nan đề, những điều không tốt xảy đến đó là những điều Chúa cho phép để mà xây dựng tâm tánh của chúng ta. Pada saat kita rajin berdoa berpuasa, khi mà chúng ta siêng năng ở trong việc kiêng ăn cầu nguyện, pada saat kita melakukan banyak kegiatan pelayanan gereja, dan khi mà chúng ta chăm chỉ tham dự trong các hoạt động của hội thánh, mutu iman kita tidak terlihat, saudara. Những lúc như vậy thì chúng ta không thể bày tỏ đức tin của mình ra. Tapi pada saat ada orang yang memusuhi, pada ada saat orang yang membenci, yang melawan kita, situasi yang kita hadapi itu sulit, baru kemudian siapa diri kita itu terlihat. Và đang khi mà chúng ta gặp phải những nan đề, có những người mà ghét bỏ chúng ta, trong những hoàn cảnh khó khăn thì con người thật của chúng ta mới lộ ra thôi. Saya tahu nggak gampang mengasihi orang yang membenci kita.
Tôi biết là để yêu được những người mà ghét bỏ chúng ta thì không phải là dễ dàng vậy. Tapi hati kita akan teruji, akan benar-benar terlihat pada saat tantangan, perselisihan itu muncul, apakah kita bisa meletakkan hak kita atau kita melakukan pembelaan. Và tấm lòng của chúng ta sẽ được bày tỏ ra trong những hoàn cảnh khó khăn, trong những hoàn cảnh đầy dẫy những thách thức, thì chúng ta sẽ bày tỏ là mình muốn khư khư giữ quyền của mình hay là chúng ta muốn những điều tốt đẹp hơn. Jadi seringkali Tuhan itu izinkan, Allah itu izinkan orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang merendahkanmu, orang-orang yang tidak bisa mengapresiasi pelayananmu untuk memurnikan hati kita. Bởi vậy nên nhiều khi Chúa cho những người là thù nghịch với chúng ta, rồi những người sẽ có những người xem thường chúng ta, không trân trọng việc mà chúng ta đang làm để mà xây dựng tâm tánh của chúng ta, để mà thách thức tấm lòng của chúng ta. Apakah kita bisa mengampuni, meletakkan hak kita, dan terus mengasihi mereka? Trong những hoàn cảnh như vậy thì chúng ta có sẵn lòng để mà bỏ quyền của mình đi để mà yêu thương họ hay không? Itulah murid-murid Kristus Yesus. Nếu như chúng ta có thể làm được những điều đó thì thật chúng ta là môn đồ của Ngài. Ayat 45 dikatakan di situ, karena dengan demikian, karena dengan melakukan hal-hal itu, kita ini benar-benar menjadi anak-anak Bapa di surga. Câu số 45 nói rằng nếu như các ngươi làm được những điều đó thì các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Andanya kalau saudara dan saya adalah anak Allah, Và nếu như chúng ta đây là con của Đức Chúa Trời, bukan sekedar kita rajin berdoa berpuasa, không phải là chúng ta là con của Ngài là bởi vì chúng ta siêng năng trong việc kiêng ăn cầu nguyện, bukan sekedar kita rajin melakukan pelayanan, không phải là chỉ trong việc là chúng ta siêng năng hầu việc Ngài. Tetapi tandanya yang sesungguhnya, yang sejatinya, pada saat orang-orang yang memusuhi kita, dan kita punya hak untuk marah, tetapi kita meletakkan hak kita, dan mengasihi mereka, mengampuni mereka, mendoakan mereka. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đó là khi chúng ta gặp phải những người mà thù ghét chúng ta, những người mà xem thường chúng ta, những người đặt chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng ta không có khư khư giữ lấy quyền của mình, nhưng mà chúng ta đến mà tha thứ cho họ, yêu thương họ. Lihat di sini Yesus tidak berkata siapa yang menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa, bukan karena mereka yang rajin berdoa berpuasa, bukan mereka yang rajin pergi ke gereja. Tidak. Ở đây Chúa không nói rằng những người mà siêng năng cầu nguyện, siêng năng đi nhóm lại là những con cái của Đức Chúa Trời. Memang kita harus berdoa berpuasa. Đúng là chúng ta phải kiêng ăn cầu nguyện. Memang kita harus rajin pergi ke gereja, bahkan terlibat dalam pelayanan gereja. Đúng là chúng ta phải đi nhóm lại và phải giữ phần trong việc hầu việc Chúa. Tetapi Yesus berkata, siapa yang disebut-sebut anak-anak Bapa yang di surga adalah mereka yang tak mau menuruti, mengikuti karakter Kristus. Và những người được làm con của cha ở trên trời đó là những người muốn làm theo, nói theo đường lối của Đức Chúa Jesus Christ. Kita harus mengikuti karakter Allah. Chúng ta phải noi theo tấm gương và tâm tánh của chính Đức Chúa Jesus Christ. Allah memberikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Chúng ta xem thấy ở đây Đức Chúa Trời khiến cho mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành. Allah menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Đức Chúa Trời cũng làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Dia tidak hanya memberikan matahari dan hujan kepada orang-orang Kristen saja. Chúa của chúng ta không phải là chỉ cho ban mặt trời cũng như là ban mưa cho những cơ đốc nhân không thôi. Tetapi dia menyatakan kasihnya kepada seluruh umat manusia. Nhưng mà Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối cùng tất cả con người. Itulah karakter yang harus kita miliki seperti karakter Yesus. Đó là điều mà chúng ta cần phải có. Giống như là đặc điểm của Chúa Giêsu Christ điểm ở trong tâm tánh của chính mình Ngài. Nggak mudah, saudara. Điều này không phải là dễ dàng. Nggak gampang, tetapi disitulah kita disebut sebagai anak-anak Bapa di surga.
Điều này không dễ dàng, nhưng mà nếu như chúng ta có thể làm được những điều đó thì chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang melakukan baik kepada kita, semua orang berdosa melakukan itu. Nếu như chúng ta chỉ đối xử tốt với những người đối xử tốt lại với chúng ta thì tất cả mọi người kể cả tội nhân cũng làm được điều đó. Kalau hanya ada orang yang berbuat baik kepada mereka yang berbuat kebaikan kepada dia, semua orang melakukan seperti itu. Con người chúng ta thì đối cùng với những người đối xử tốt với mình thì họ sẽ đối tốt lại. Saudaraku, Yesus pernah dikhianati oleh muridnya Judas Iskariot. Chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu ngài đã bị môn đồ của ngài là Judas Iscariot phản bội. Pertemuan minggu depan saya akan membahas lebih dalam lagi. Yesus tidak menaruh dendam, pembalasan, kebencian kepada Judas Iskariot. Tôi sẽ nói nhiều hơn về điều này. Chúa Giêsu ngài đã không có thù ghét, không xem Judas Iscariot là kẻ thù của ngài. Judas Iskariot menjual Yesus dengan harga yang sangat murah. Judas Iskariot đã bán Chúa Giêsu với một giá rẻ mạt. Yesus tahu hatinya Judas Iskariot. Chúa Giêsu biết rõ tấm lòng của Judas Iskariot. Bahkan sampai saat Yesus disalibkan, cả đến lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Saya yakin, saya percaya Yesus tetap membuka hatinya untuk menerima Judas Iskariot datang dan meminta pengampunan kepada dia. Tôi tin là chính Chúa Giêsu ngài vẫn mở rộng vòng tay, mở rộng lòng của ngài để tiếp đón Judas Iskariot quay trở lại với ngài. Pada saat Judas Iskariot mau datang kepada dia, mau mengakui akan dosanya, mau menyesali akan perbuatannya, pasti Yesus yang adalah Tuhan dan Allah itu, kasihnya itu jauh lebih besar dari sekedar dosa yang diperbuat oleh Judas Iskariot. Và nếu như Judas Iscariot đã ăn năn tội lỗi của mình, xưng nhận tội lỗi của mình và xin sự tha thứ đến từ nơi Chúa, thì chính Chúa Jesus Christ ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời, ngài sẽ tha thứ cho ông, bởi vì tội lỗi đó so với tình yêu thương của ngài là. Tetapi kita tahu sama-sama akhir dari nasib Judas Iskariot ini. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết kết cục cuộc đời của Judas Iscariot. Mungkin dia menyesal, tetapi dia tidak datang kepada Yesus minta pengampunan. Có thể là Judas đã hối tiếc nhưng mà không đến với Chúa Giêsu để xin sự tha thứ. Dia memilih untuk mengakhiri dirinya, hidupnya dengan menggantung diri. Ông đã lựa chọn kết liễu cuộc đời mình. Saudaraku, kalau Yesus mengasihi orang berdosa, kita sebagai anak-anaknya juga harus berani meneladani akan karakter Kristus. Nếu như Chúa Giêsu ngài đã yêu thương hết thảy tội nhân, thì chúng ta cũng phải noi theo tấm gương của ngài để yêu thương hết thảy mọi người. Perbuatan baik kita bukan hanya untuk orang sesama gereja saja. Những việc làm tốt, việc lành của chúng ta không phải chỉ được thể hiện ra đối với những người cùng chung hội thánh với chúng ta. Kasih kita bukan hanya terbatas hanya untuk orang Kristen saja. Tình yêu thương của chúng ta không phải là chỉ giới hạn giữa vòng cơ đốc nhân mà thôi. Kasih kita bukan hanya untuk orang-orang yang sesama ras, bahasa, warna kulit, dan bangsa saja. Và tình yêu thương của chúng ta không phải là chỉ giới hạn ở trong cùng chủng tộc, cùng tiếng nói, cùng dân tộc, đất nước. Yesus mati bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi dia mati untuk orang berdosa. Chúa Giêsu chịu chết không phải là cho một nhóm người cụ thể nào đó, nhưng mà ngài chịu chết cho toàn thể nhân loại. Oleh karena itu di sini dikatakan kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa upahnya? Tidak ada di situ. Và bởi vậy nên câu 46 chép rằng nếu các người yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu. Kalau hanya engkau memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Lại nếu các người tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lại gì hơn ai? Saudara, pada saat saudara seringkali mendengar kata shalom, chúng ta thường hay nghe từ shalom. Itu lengkapnya shalom aleichem. Từ mà đầy đủ hơn là shalom aleichem. Itu bahasa Ibrani yang artinya kurang lebih damai sejahtera bagimu. Đó là từ tiếng Hebrew có nghĩa là sự bình an đến với các anh chị em.
Itu adalah ucapan doa bagi orang yang disapa. Và đó là điều mà chúng ta sẽ nói với người mà chúng ta đang chào đón đó. Kalau kita hanya menyapa orang-orang yang sama dengan kita, tetapi kita enggak menyapa orang yang berbeda dengan kita. Nếu như chúng ta chỉ muốn chào đón tiếp đãi những người giống như chúng ta không mà không muốn tiếp đãi những người có những điểm khác biệt với chúng ta. Orang dunia mereka bisa saling tegur sapa meskipun mereka berbeda pandangan, berbeda pendapat. Thì chúng ta hãy nghĩ xem những người chưa tin Chúa thì dù là khác biệt nhau họ vẫn có thể tiếp đãi nhau, họ còn vẫn có thể làm bạn với nhau được. Lalu buat apa kita disebut sebagai Kristen kalau kita enggak mau menyapa, enggak mau mengasihi, enggak mau menerima orang yang berbeda dengan kita? Vậy thì chúng ta là Cơ Đốc nhân, làm sao mà chúng ta lại không muốn chào hỏi, không muốn tiếp đãi những người khác biệt với chúng ta? Saudara, kita masuk ke bagian terakhir ayat yang ke-48. Ini yang sangat penting sekali. Sampai đến phần cuối của phân đoạn Kinh Thánh này ở trong câu số 48, đây là một phần rất quan trọng. Tolong baca sama-sama saudara melihat Alkitabmu masing-masing di Matius 5 ayat 48. Istri saya akan membacanya, saudara perhatikan Alkitab saudara. Kita sẽ cùng đọc câu Kinh Thánh này, Matius đoạn 5 câu số 48, xin chúng ta cùng để ý ở trong Kinh Thánh của mình và có thể cùng đọc chung. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Alkitab mengatakan, karena itu kata-kata harus ini, saudara garis bawahi, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Câu số 8, thế thì hay là vậy thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, trong tiếng bản tiếng Việt của chúng ta nói là hãy nên trọn vẹn, nhưng mà thật ra đây là phải nên trọn vẹn. Chúng ta hãy gạch xuống gạch chân cái chữ hãy, chữ phải này. Ini sama seperti di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa teks di dalam Perjanjian Lama berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Và giống như ở trong Cựu Ước nói rằng các ngươi phải trở nên không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Atau ada satu teks di dalam Perjanjian Lama berkata kuduslah hidupmu karena aku ini kudus. Và cũng có câu Kinh Thánh ở trong Cựu Ước nói là các ngươi phải trở nên thánh khiết vì ta là thánh khiết. Jadi perhatikan tadi di sini di ayat 48, karena itu harus setiap orang percaya, setiap murid Kristus yang sejati itu harus meneladani Kristus dengan sempurna. Bởi vậy nên những người là môn đồ thật của Chúa Giêsu, những người là Cơ Đốc nhân thật thì phải noi theo tấm gương của Chúa Giêsu Christ. Saudaraku, tujuan kekristenan, tujuan iman kekristenan kita itu adalah bertumbuh serupa dengan Kristus. Và đối với chúng ta là những người tin theo Chúa Giêsu Christ thì chúng ta đích đến của chúng ta, điều mà chúng ta nhắm đến là chúng ta càng ngày càng trở nên giống như Chúa hơn. Maksudnya serupa dengan Kristus itu apa sih? Bertumbuh và serupa dengan Kristus. Chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn có nghĩa là gì? Yang dimaksud bertumbuh serupa dengan Kristus itu adalah kita meneladani karakter Kristus, kita hidup seperti karakter Kristus. Việc mà chúng ta tăng trưởng lên hay là càng ngày càng trở nên giống như Chúa nghĩa là chúng ta noi theo tấm gương của Chúa và làm theo đường lối của Ngài. Pada saat kita melakukan pelayanan yang spektakuler, kita nggak kelihatan hati kita. Khi mà chúng ta thi hành những mục vụ dấu kỳ phép lạ thì tấm lòng của chúng ta không được bày tỏ ra. Tetapi ketika saudara diizinkan ada perselisihan di antara tim pelayanan, mungkin saudara bisa menahan diri, tidak membalas, tidak membenci mereka. Di situ engkau disebut sebagai murid Kristus. Nhưng mà giữa vòng những người cùng làm việc với mình, nếu như có một vấn đề nào đó xảy ra, liệu chúng ta có tha thứ cho họ, liệu chúng ta có yêu thương những người cùng chung làm việc với chúng ta hay không? Hay là bởi những sự khác biệt đó chúng ta có những sự đổ vỡ trong mối quan hệ? Yesus tidak sedang membujuk. Membujuk itu, ayolah kamu harus baik-baik ya, seperti itu contohnya. Yeah. Ở đây không phải là Chúa đang kêu gọi. Tetapi Yesus sedang memerintahkan kepada para murid, karena itu haruslah kamu sempurna. Nhưng mà ở đây Ngài đang ra lệnh cho các môn đồ của Ngài, thế thì các ngươi phải nên trọn vẹn.
Kata sempurna ini dalam bahasa Yunani-nya, bahasa Greek-nya ada teleios. Teleios. Từ trọn vẹn này ở trong tiếng Hy Lạp là teleios. Teleios artinya complete atau perfect. Có nghĩa là trọn vẹn toàn hảo. Artinya di sini ada pertumbuhan rohani, pertumbuhan kedewasaan baik secara mental maupun moral. Từ này có nghĩa là có một sự tăng trưởng đến mức trọn vẹn về mặt tinh thần và về mặt đạo đức. Dulu waktu saya awal-awal pelayanan saudara, wah, saya sangat senang sekali dengan hal-hal yang spektakuler. Và lúc đầu khi tôi mới bước vào hầu việc Chúa thì tôi rất là thích những cái việc làm, những cái điều mà ngoạn mục, dấu kỳ phép lạ. Di sekolah Alkitab saya di Indonesia, di Semarang, saudara, di Jawa Tengah, ada banyak hamba-hamba Tuhan dari luar negeri datang, mereka luar biasa dengan urapan dan karunia-karunia yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Khi mà tôi học ở trong trường Kinh Thánh ở tại thành phố Semarang là ở tỉnh miền trung của đảo Java, thì tại trường Kinh Thánh đó có rất là nhiều những đầy tớ Chúa, đầy dẫy ân tứ, đầy dẫy Đức Thánh Linh đến để mà dạy dỗ cho chúng tôi. Ada banyak teman-teman saya dan kemudian mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Và có những người học chung trường Kinh Thánh với tôi đã trở thành những đầy tớ Chúa rất là tuyệt vời. Tapi saya ingat pada suatu ketika di sekolah Alkitab tahun 99, saya masuk di sekolah Alkitab saya itu ada, itu karena di bukit-bukit, itu tempat doa sebenarnya, ada gua-gua kecil gitu yang dibuat sedemikian rupa sehingga orang bisa berdoa berpuasa di situ. Tôi vẫn còn nhớ là năm 99 khi tôi học ở trường Kinh Thánh đó, thì ở tại trường Kinh Thánh có những nơi để mà cầu nguyện, giống như là hang cầu nguyện, để cho một người có thể bước vào trong cái hang đó để mà ngồi cầu nguyện. Saat itu pagi-pagi hari, subuh-subuh sekali sekitar jam 2, jam 3, saya keluar dari kamar, saya masuk ruang doa. Saat itu saya sedang merayakan ulang tahun saya. Và tôi nhớ là ngày hôm đó là ngày sinh nhật của tôi, thì vào khoảng 2-3 giờ sáng thì tôi thức dậy ra khỏi phòng và bước vào trong hang cầu nguyện đó. Tempat sekolah kitab saya itu seperti di Highland, di tempat kami tinggal saat ini, tempat di dataran tinggi yang dingin sekali. Và trường Kinh Thánh của tôi là ở trên vùng cao giống như là cao nguyên ở Việt Nam mình vậy, và cũng rất là lạnh. Pagi-pagi benar itu saya masuk ruang doa itu, saya mencari Tuhan. Và buổi sáng sớm như vậy thì tôi bước vào trong hang cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Saya yang menyembah Tuhan, saya berbahasa roh dan saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa yang saya tidak bisa tahan untuk mengangkat kepala saya. Saya hanya merunduk dan menangis akan belas kasihan Allah yang luar biasa. Và tôi bắt đầu thờ phượng Chúa, tôi cầu nguyện trong tiếng mới còn, và tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa đầy dẫy, và tôi đến nỗi mà tôi không thể ngước đầu lên được bởi vì Ngài hiện diện tại nơi đó với chính mình tôi, sự hiện diện rất là mạnh mẽ. Dan saat itu Tuhan Yesus seperti berbicara kepada saya. Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Và tôi có thể cảm nhận được Đức Chúa Giêsu Ngài phán với tôi, Đức Thánh Linh Ngài phán trong vào trong tấm lòng của tôi. Anakku, hamba-Ku, apa yang Kau inginkan? Và Chúa phán với tôi rằng, hỡi đầy tớ Ta, hỡi con Ta, con muốn điều gì? Karena saat itu saya sedang berulang tahun, saya sepertinya ini Tuhan Yesus menawarkan kepada saya, apa hadiah yang Kau inginkan? Và bởi vì ngày hôm đó là ngày sinh nhật của tôi, thì tôi cảm nhận như là Chúa Giêsu đang đưa ra lựa chọn cho tôi về điều mà tôi muốn. Ada dua option yang saat itu dia sampaikan. Apakah engkau, yang pertama, engkau menginginkan suatu pelayanan nantinya yang luar biasa, yang spektakuler, dan diikuti banyak orang. Chúa phán là, con muốn một chức vụ mà tuyệt vời, nhiều người biết đến và nhiều người đi theo con. Ataukah yang kedua, dia tanya, apakah engkau mau mengenal aku? Dan mengikut aku dan memikul salibku. Hay là con muốn là nhận biết Ta, hầu việc Ta và vác thập tự giá Ta. Sungguh hadirat Tuhan dan kasih Tuhan saat itu luar biasa. Di ruangan yang sempit, senangis saja mengalami akan hadirat Tuhan yang luar biasa. Và sự hiện diện của Chúa là vô cùng mạnh mẽ ở tại nơi đó, ở trong một cái hang nhỏ như vậy,
thì tôi cảm nhận sự hiện diện đó và tôi đã khóc trước mặt Chúa. Saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin yang pertama, pelayanan yang hebat, pelayanan yang spektakuler. Saya rindu mengenalmu secara pribadi. Saya rindu mengikut jalan-jalanmu ya Tuhan. Và tôi đã trả lời Chúa tại nơi hang đó rằng Chúa ơi, con không muốn một mục vụ vĩ đại, một mục vụ nhiều người biết đến đâu, nhưng mà con muốn là con nhận biết Chúa, con sẽ đi theo đường lối của Chúa và con bắt gặp tự giá Ngài. Dan kemudian memang proses Tuhan izinkan, pembentukan Tuhan izinkan semuanya, keangkuhan, keegoisan, kebanggaan diri itu dihancurkan oleh peristiwa-peristiwa. Và đúng là sau đó thì có một tiến trình mà Chúa làm việc hành động trong đời sống tôi để lột bỏ những điều không thuộc về Ngài trong đời sống của tôi, những sự kiêu ngạo, những sự ganh ghét không còn trong đời sống của tôi nữa. Chúa lột bỏ từng thứ một. Banyak orang-orang yang saya layani, yang saya kasihi, saya berikan semuanya, justru mereka di belakang mereka berbicara jahat, berbicara memfitnah dan lain sebagainya. Dalam pelayanan selalu ada yang seperti itu. Và trong việc hầu việc Chúa của tôi thì ngay cả đối với những người là họ nói xấu tôi, họ bịa đặt những điều xấu đối cùng tôi, thì Chúa cũng dạy tôi để tôi có thể yêu thương những người đó và làm những điều tốt đẹp cho họ. Sekedar sharing saja saudara, bukan sekedar pelayanan tenaga yang berikan, bukan sekedar pikiran yang saya berikan. Seringkali uang bahkan darah saya untuk menolong jemaat, menolong orang lain yang membutuhkan donor darah, saya berikan semuanya. Và Chúa dạy tôi là, đây là tôi chia sẻ với ông bà anh chị em thôi, đó là chính Chúa dạy là tôi có thể trao ra cho người khác tất cả những điều tôi có, không phải là chỉ tiền bạc ít ỏi tôi có, những sức lực mà tôi có để hậu việc họ, mà ngay cả được máu của tôi cũng có thể cho họ khi họ cần nữa. Saudara mungkin engkau hari ini mengalaminya, engkau tidak diapresiasi orang dalam pelayananmu. Hôm nay việc hầu việc Chúa của các anh chị em không được người ta trân trọng. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, para pendeta, mereka juga lelah, mereka capek, mereka sakit hati karena orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang dididik, orang-orang yang disupport, justru kemudian memusuhinya, melawan dia, dan mengkhianatinya. Có nhiều người thì là người hầu việc Chúa, có những người phụ giúp ở trong công việc hầu việc Chúa thì sau lại quay lại đặt điều là những điều không tốt đối cùng những người mà đã gây dựng họ. Disitulah saudara, kita ini sedang dibentuk. Iman kita, hati kita dimurnikan sedemikian rupa. Ở trong những bối cảnh đó thì tấm lòng của chúng ta đang được thử nghiệm và chúng ta đang được chính Chúa Ngài nắng để là ngày làm cho chúng ta ngày càng trở nên trọn vẹn. Kedewasaan rohani, pertumbuhan karakter itu tidak bisa terjadi hanya didoakan dan tiba-tiba kita alami, kita peroleh. Và việc tăng trưởng thuộc linh hay là tâm tánh được gây dựng lên không được không phải là chỉ nhờ sự cầu nguyện mà tự nhiên chúng ta có được. Itu hanya terjadi ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengizinkan Dia membentuk kita, memproses kita, bahkan hal-hal yang kita tidak inginkan kita relakan untuk Tuhan membentuk sehingga kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Và chỉ khi chúng ta hạ mình để chính mình Chúa, Ngài hành động, Ngài uống nắng, Ngài tỉa sữa, Ngài uống nắng chúng ta để cho chúng ta giống như chính mình Ngài, chúng ta trao phó hết mọi điều cho Chúa, thì chính lúc đó là lúc mà Chúa có thể uống nắng chúng ta trở nên giống như điều người mà Ngài muốn chúng ta trở thành. Semua ajaran Yesus di pasal yang kelima yang kita sudah membahas, jangan berbuat zina, jangan bercerai, jangan membalas dendam dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk dari karakter Kristus yang harus kita teladani, saudara. Và tất cả những điều mà chúng ta đã học chung với nhau ở trong trọn vẹn Matthew đoạn 5 về việc là không được phạm tội tà dâm, không được ly hôn chẳng hạn, tất cả những điều mà chúng ta đã cùng học chung với nhau đó là một phần ở trong việc chúng gây dựng lên tâm tánh của chúng ta ở trong Chúa. Dan itulah yang Yesus katakan, engkau harus sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna.
Bởi đó là điều mà Chúa Giêsu dạy rằng các ngươi phải trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Karena hanya berbuat seperti itulah meneladani karakter Kristus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Và chỉ khi chúng ta có tâm tánh của Chúa Giêsu Christ trong đời sống của chúng ta thì chúng ta là con cái của Ngài, con cái của Đức Chúa Trời. Kita identitas kita, identitas kekristenan kita bukan ditentukan karena seberapa banyak jam atau hari kita berdoa berpuasa. Và đời sống cơ đốc của chúng ta không được đo lường bởi bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ chúng ta ngồi trong sự kiêng ăn cầu nguyện. Kedewasaan rohani kita tidak ditentukan berapa tahun, berapa puluh tahun kita sudah berkhotbah, melayani di berapa banyak tempat, berapa banyak orang yang kita sudah menangkan, bukan itu. Sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta không phải là được đo lường bởi bao nhiêu việc chúng ta đã làm được cho Chúa trong việc hầu việc những người khác. Identitas kekristenan kita ditentukan apakah kita meneladani karakter Kristus, mengikuti karakternya. Và đời sống cơ đốc của chúng ta sẽ được thể hiện ra bằng việc là chúng ta có noi theo tấm gương của Chúa Giêsu Christ ở trong tâm tánh và đường lối của Ngài hay không. Saya tidak sedang berbicara kita tidak perlu berdoa, berpuasa dan melakukan hal yang lain yang saya sebutkan tadi. Ý tôi không phải là chúng ta không cần cầu nguyện kiêng ăn hay là hầu việc Chúa, không phải như vậy. Kita harus rajin ikut dalam pertemuan-pertemuan doa puasa. Chúng ta cần phải siêng năng để giữ phần ở trong việc kiêng ăn cầu nguyện. Itu hanya orang lain yang bisa melihatnya. Maksudnya? Layanan kita di luar hanya orang lain yang bisa melihat. Và việc chúng ta hầu việc đó những người ở ngoài họ sẽ nhìn thấy. Kita sibuk dalam pelayanan hanya orang lain yang melihat. Chúng ta bận rộn ở trong hầu việc Chúa thì chỉ những người khác mới phải nhìn Tetapi thấy. Pada saat kita diproses, hati kita, harga diri kita, hak kita, kita relakan untuk Tuhan, bentuk kita, izinkan Tuhan, kita benar-benar menjadi hambanya, disitulah orang lain tidak bisa melihat. Và ở trong nơi mà những người khác không thể nhìn thấy là khi chúng ta trao hết mọi quyền của chúng ta có cho Chúa, chúng ta đặt mọi điều chúng ta có đó để chính mình Chúa Ngài là đấng uốn nắn, Ngài là đấng tỉa sửa chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên giống như chính mình Ngài. Disitulah kita berurusan secara pribadi dengan Allah, mengizinkan Dia, merelakan Dia, membuka hati kita untuk Dia bentuk kita, untuk Dia proses kita sedemikian rupa. Chúng ta phải cho phép chính mình Chúa Ngài uốn nắn tỉa sửa tấm lòng của chúng ta để giống như trở nên giống như chính mình Ngài. Sehingga kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Hầu cho càng ngày chúng ta càng trở nên giống như chính mình Chúa. Dan pelayanan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Và sự hầu việc Chúa của chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người. Di dalam kita memiliki karakter yang luar biasa. Bên trong tấm lòng chúng ta có, bên trong chúng ta có tâm tánh tuyệt vời. Dan pelayanan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Và sau đó thì sự hầu việc của chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều người. Jangan sampai salah, saudara. Kita hanya memprioritaskan tampilan luarnya, tetapi dari dalam ini kita tidak izinkan Tuhan memproses, Tuhan membentuk kita. Chúng ta đừng để cho chính chúng ta là chỉ coi trọng bề ngoài về những việc làm ở bên ngoài thôi, mà không để cho Chúa Ngài uốn nắn chỉ sửa tâm lòng của chúng ta. Ingat, kesempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah pertumbuhan rohani baik mental maupun moral kita. Chúng ta nhớ rằng việc được trở nên trọn vẹn ở trong câu 48 là chúng ta tăng trưởng ở trong thuộc linh của chúng ta về mặt cả tinh thần và đạo đức. Amin. Mari kita berdoa. Đại đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lạy Chúa, buổi tối hôm nay chúng con cảm ơn Chúa vì lẽ thật là Ngài. Kami relakan hati kami, diri kami untuk Tuhan sendiri bentuk. Và chúng con trao phó chính bản thân chúng con để cho chính mình Ngài sẽ uốn nắn tỉa sữa. Ada banyak dalam diri kami yang seringkali kami pertahankan dan tidak ingin Tuhan membentuknya. Có nhiều người trong số chúng con vẫn còn giữ lại, chúng con không muốn chính Chúa là đấng hành động và Ngài uốn nắn. Kami tahu bahwa kami ini
tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk menjadi seperti Engkau, Kristus. Chúng con biết rõ rằng bởi sức riêng của chúng con thì chúng con không thể nào trở nên trọn vẹn được. Kami perlu belas kasihan-Mu, kami perlu pertolongan Roh Kudus. Chúng con cần ân điển của chính mình Ngài và cần sự giúp đỡ đến từ Thánh Linh. Untuk meneladani, untuk mengikuti akan karakter Kristus. Cho chúng con sẽ noi theo, chúng con sẽ đi theo tấm gương của Chúa Jesus Christ. Tuhan ajari malam hari ini supaya kami tidak membenci orang-orang yang menyakiti dan memusuhi kami. Nguyện xin Chúa dạy chúng con để chúng con không ghét bỏ những người ghét chúng con và bắt bớ chúng con. Ajari kami untuk tidak mempertahankan hak kami ya Tuhan. Xin Chúa dạy để chúng con không nắm giữ quyền của mình. Ajari kami memiliki hidup seperti Engkau, Yesus. Nguyện xin Chúa dạy chúng con để chúng con có thể sống như chính mình Ngài. Yang memberikan kasih-Mu kepada semua orang. Ngài đã ban tình yêu thương của Ngài cho tất cả mọi người. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk kami hidup di dalamnya. Lạy Đức Thánh Linh, xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể sống theo lời của Ngài. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amin. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Aaron và cô Ruter đã có lời của Chúa cho Hội Thánh trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, thì giờ này con xin mời cô Tư Điền sẽ cầu nguyện cho sức đẹp buổi tối ngày hôm nay cũng như cầu nguyện chúc phước cho ông và Mục sư nữa ạ. Hội Thánh Hiệp Ý, tôi xin dâng lời cầu nguyện. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi tối hôm nay. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tỉa sửa mỗi tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con trước đây chúng con cũng tấm lòng của mỗi chúng con không có để cho Chúa dẫn dắt. Chúa ơi, giờ này con cầu nguyện để trình dân đời sống của mỗi chúng con lên cho Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ dẫn dắt chúng con để tỉa sửa mỗi tấm lòng của chúng con lại, để cho chúng con biết Chúa ơi yêu mến Chúa, kính sợ Ngài, lo công việc của nhà Chúa. Cha ơi, con cầu nguyện để rồi xin Chúa ban ơn trên ông Mục sư Aaron và cô Guter. Chúa ơi, để sức Chúa ban ơn sức dầu trên lời của Ngài, để cô Mục sư giao giảng lời của Chúa, để đem những sứ điệp để dạy dỗ qua lời của Chúa cho mỗi chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa ban ơn trên gia đình, trên con cháu của ông mục sư nữa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện để rồi trình dân gia đình ông mục sư. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện thay mặt cho Hội Thánh Chúa ở tại Cà Mau là Hội Thánh Mục sư Bảo. Con xin thay mặt Hội Thánh Chúa, nhân danh Chúa Giêsu chúc phước trên gia đình ông mục sư được thịnh vượng. Chúa ơi, để Chúa sức dầu lời của Chúa, để cho ông được mạnh mẽ hơn, để đào xới lời của Ngài sâu nhiệm hơn, để truyền tải lại cho mỗi chúng con, để chúng con nghe gìn giữ lời của Chúa buổi tối hôm nay. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện xin Chúa ban ơn sức dầu để lời của Chúa còn động lại trong mỗi tấm lòng anh chị em chúng con, để lời của Chúa tỉa sửa mỗi tấm lòng của chúng con, để chúng con được trọn vẹn theo ý muốn tốt lành của Ngài, như Cha của chúng con ở trên trời là trọn vẹn. Cha ơi, con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện để rồi Chúa gìn giữ, Chúa ban cho chúng con một giấc ngủ ngon. Chúa ban ơn trên Hội Thánh Chúa là mục sư Lý Hoài Bảo quản nhiệm. Con cầu nguyện Chúa ban ơn trên Hội Thánh Chúa, trên ban thiếu nhi, trên ban chấp hành. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ Hội Thánh Chúa, tất cả anh chị em chúng con trên ban thiếu nhi nữa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn sức dầu trên cô Quỳnh là người hướng dẫn chương trình. Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi Chúa Ngài sức dầu cho cô được đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con trình dâng buổi tối hôm nay trong tay của Chúa. Con trình dâng ông và mục sư ở trong tay của Ngài. Con trình dâng Hội Thánh Chúa, mục sư Bảo ở trong tay của Chúa. Con cầu nguyện xin huyết của Chúa bao phủ gìn giữ cho chúng con có giấc ngủ ngon. Con cảm ơn Ngài.
mọi sự tôn vinh cao quý vinh hiển con dâng lên cho Ngài và con cúi đầu trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Tư Điền ạ. Dạ, và thời giờ này con không biết hỏi đến chúng ta có cô chú bạn trẻ nữa, chúng ta có nhu cầu để cần cầu nguyện hả? Nếu có con xin vui lòng đưa tay lên. Con sẽ mở mic cho cô chú. Thì con xin mời cô Mến ạ. Dạ, dạ cô Mến nói nhu cầu của mình đi cô Mến. Cầu ơi một cứ mình đang cầu nguyện một chưa cầu mà cầu nguyện tháo gác cột sống với nhất cái dài đêm qua nằm bao thấy tạ linh quá trời cái thức chuyện nhất sống nhất dài luôn đó giờ đi hoa anh. Dạ dạ nhà chị Router chuyển lời giúp một sơ rung giùm em là cầu nguyện cho cô Mến. We are asked to pray for Sister Mến. And she said last night she got nightmare, and when she got nightmare, okay, mimpi buruk. And then this morning when she got up, her body hurt, and she got some problem with her kidney too, coughing. Mm-hmm. The one we used to pray before. Yeah, I know. Yeah. I know her. Yeah. One thing we must believe, we must trust. Có một điều mà chúng ta cần phải tin. That there is nothing from either spirit can touch you if you are in Christ. Đó là nếu như chúng ta đã ở trong Đấng Christ thì không có một tà linh nào có thể động đến chúng ta được. You must trust about this one. Cô Mến phải tin điều này. If you in Christ, there is no other evil spirit can touch you, can harm you. Nếu như cô Mến đã ở trong Đấng Christ, ở trong Chúa rồi, thì tà linh nó không thể làm hại gì đến cô Mến hết. God's power greater than other spirit in this world. Quyền năng của Chúa là mạnh mẽ hơn bất kỳ một linh nào ở trong thế gian này. So make sure that you are always in Him, in Christ, in His truth. Bởi vậy nên cô Mến phải luôn chắc rằng cô Mến đang ở trong Chúa, đang ở trong lẽ thật. Yeah, let us pray. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cô Mến. Heavenly Father, I ask your blessing for this sister. Lạy Cha, con cầu nguyện xin ơn phước của Ngài cho người chị em này. That your presence always cover her. Nguyện xin sự hiện diện của Chúa luôn luôn bao phủ cô. And let your word always lead her. Nguyện xin lời Chúa luôn luôn dẫn dắt cô. I believe that there is other spirit can touch her. Và con cầu nguyện rằng không có một linh nào có thể động đến cô được. The name of Jesus bless her and restore her body. Lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu xin Ngài hãy động chạm và khôi phục. In the name of Jesus. Amen. Thân thể của cô trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô. Chưa ai dùng. Dạ. Chúa. Dạ, không biết còn cô chú bạn trên chúng ta cần cầu nguyện không ạ? Dạ. Nếu mà dạ xin mời cô Kiều Nghi ạ. Cô nói nhu cầu chị ngày 10 giờ tối nay chị đi trên Sài Gòn á, bác sĩ nói mổ mắt mà mình đi lên chẩn khám, xin Chúa đừng cho mổ. 10 giờ tối nay đi, mắt bị cầm nước, nhờ mục sư cầu nguyện giùm. Dạ dia punya masalah sama matanya dan dokter bilang harus dioperasi jam 10 malam ini, dia akan berangkat ke Saigon. Doakan biar enggak ada operasi katanya. Ya. Matanya. Ya, percaya akan kedaulatan Allah ya. Ya, jadi hãy luôn tin vào sự tể trị của Chúa. Percaya ya. Bahwa Allah berdaulat atas hidup kita.
Chúng ta phải tin là Chúa là đấng nắm quyền thể trị trên đời sống của chúng ta. Jangan ragukan akan kedaulatannya, akan kasihnya kepada anak-anaknya. Ta đừng bao giờ nghi ngờ sự thể trị cũng như là tình yêu thương của Chúa dành cho con cái của Ngài. Dia tahu yang terbaik untuk ibu. Và Chúa biết rõ điều gì là tốt nhất cho chị Nghi. Dia punya jalan yang terbaik untuk ibu. Và Chúa cũng sẵn sàng một đường lối tốt nhất dành cho chị Nghi. Apapun nanti keputusannya dokter, baik operasi atau tidak operasi. Và nếu như bác sĩ quyết định là mổ hay không mổ, Allah berdaulat, jangan ragukan dia. Thì chị Nghi cũng phải tin chắc rằng Chúa nắm quyền thể trị trên mọi điều đó. Allah punya banyak cara untuk menolong. Chúa Ngài có nhiều cách để mà giúp đỡ con cái Ngài. Dia tahu yang terbaik untuk ibu. Và Chúa biết rõ điều gì là tốt nhất cho chị Nghi. Percaya saja. Cứ hãy tin thôi. Dan terus berharap kepada dia. Và luôn trông cậy nơi Ngài. Kita berharap, kita berdoa. Kita sẽ cùng cầu nguyện cho chị nghe. Aku menyerahkan saudariku ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lạy Chúa, con trao phó người chị em này ở trong tay của Ngài. Bila malam ini anakmu ini akan berangkat ke Saigon, ke rumah sakit untuk mendapatkan treatment. Và buổi tối hôm nay người chị em chúng con sẽ lên Sài Gòn để có thể được điều trị. Kami tahu bahwa kasih-Mu itu sempurna. Chúng con biết rằng tình yêu thương của Ngài là trọn vẹn cho chúng con. Aku sanggup melakukan banyak cara di luar pikiran kami Ngài yang terbaik untuk kami. Có quyền làm mọi điều theo ý định của chính mình Ngài là điều tốt nhất cho chúng con mà nhiều khi chúng con không thể hiểu được. Ialah tangan Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Quyền xin chính tay của Chúa là đấng sẽ động chạm và đấng sẽ chữa lành cho chị. Apapun nanti yang terjadi, baik operasi ataupun tidak, biarlah Tuhan yang bekerja sendiri. Và nguyện xin Chúa là đấng luôn nắm quyền, luôn hành động, bất kể là phương thức điều trị là phải phẫu thuật hay là không phẫu thuật. Bila malam hari ini keputusan dokter harus dioperasi, Tuhan kau campur tangan memberkati dokter, semua para medis, semua obat-obatan dan lainnya Tuhan memberkati. Và tối hôm nay nếu như quyết định của bác sĩ là mổ thì nguyện xin Chúa Ngài là đấng sẽ chúc phước cho bác sĩ, chúc phước cho đội ngũ y tế cũng như là những thuốc thang sẽ được dùng trong cái quá trình điều trị đó. Supaya jalannya pengobatan ini baik sempurna. Nguyện cho tiến trình điều trị này sẽ là phương thức trọn vẹn nhất dành cho chị Nghi. Tuhan berikan damai sejahtera untuk saudariku ini, angkat segala ketakutan dan kekhawatirannya. Nguyện xin Chúa ban sự bình an cho người chị em của con. Nguyện xin Chúa cất đi mọi sự lo lắng sợ hãi. Damai sejahtera-Mu Tuhan berikan untuknya. Nguyện xin sự bình an của chính mình Ngài ở luôn với chị Nghi. Dalam nama Tuhan Yesus, Amen. Trong danh của Chúa Jesus Christ, Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Curator và Sư Arun ạ. Dạ, và thời gian này giờ còn hỏi đánh chúng ta còn ai có nhu cầu để cầu nguyện không ạ? Dạ, nếu mà không có thì thời gian này con xin mời anh chúng ta cùng nhau mở mic ra, chúng ta sẽ chào nhau để chúng ta kết thúc buổi học trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúa ngày ban phước lại bội phần hơn cho một sư Arun và cô Ruta ạ. Chúa ban phước cho cô Ruta và một sư Arun. Xin cảm ơn mọi thánh.